Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị. Tập 146. Chương 1451, Xuân đến ta đi, 1. Áo khoác lông chồn rất ấm áp, nhìn bóng dáng khuất dần trong tuyết gió, trong lòng Phạm Nhàn cũng rất ấm áp. Kiếp này của y đầy kinh tâm động phách, mưu mô đấu đá, tuy sôi động nhưng cũng khiến tâm trí mệt mỏi. Được giao du với nhân vật đơn giản, thuần khiết đúng là hưởng thụ quý giá và hiếm có. Rời mắt khỏi màn tuyết phía xa, Phạm Nhàn chợt cảm thấy trong lòng rung động, như có linh cảm mùa xuân năm tới lần mở cửa cuối cùng của kiếm lư, có lẽ bản thân sẽ có được những trải nghiệm chưa từng có. Y bước đến chiếc xe ngựa đen, nhấc đầu gối lên, cúi đầu cẩn thận lau sạch bùn tuyết dính đáy giày trên bậc thềm xe. Vừa lau tuyết, vừa trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới vén tấm rèm xe dày cộm, cúi người lách vào trong. Một làn gió ấm phả vào mặt, bên trong chiếc xe rộng rãi của giám sát viện, chiếc lò sưởi nhỏ đặc chế đang phát ra hơi ấm như mùa xuân, hoàn toàn khác hẳn cái lạnh giá bên ngoài. Phạm Nhàn lau sạch bông tuyết trên cổ áo, nói, người đã đi xa, chúng ta có thể quay về được rồi. Diệp Linh Nhi tiếp nhận chiếc khăn từ tay Phạm Nhàn, cúi đầu xuống, hàng mi dài thướt tha che khuất đôi mắt sáng rực và cảm xúc phức tạp bên trong. Cô nhẹ giọng nói, ta đến không phải đến để tiễn biệt hắn. Không phải đến tiễn thập tam ca, chẳng lẽ là đến ngắm tuyết cùng ta. Phạm Nhàn không vui nói, ta thực sự không hiểu rốt cuộc các ngươi định thế nào, đã hơn một tháng rồi mà vẫn y như lúc mới gặp ở Thanh Châu. Sư phụ, ta không nghĩ lung tung gì cả. Diệp Linh Nhi ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nói. Năm tới Tứ Cố Kiếm sẽ qua đời, Đông Di Thành chia làm hai phe tranh chấp không ngớt. Lần này về Đông Di, chắc thập tam lang cũng phải lo lắng. Cho dù là đồ đệ quan môn được thương yêu nhất của Tứ Cố Kiếm nhưng hắn không có nhiều mối quan hệ. Phạm Nhàn nghĩ ngợi một lúc rồi nói, e rằng cuối cùng vẫn phải đấu một trận. Ngươi không thể giúp đỡ hắn sao? Hắn đã làm rất nhiều cho giám sát viện. Diệp Linh Nhi hỏi vội. Điều này khỏi cần ngươi nhắc, hắn làm việc cho ta, đương nhiên ta sẽ đền đáp. Phạm Nhàn nói, thái độ của Tứ Cố Kiếm với ta rất thành khẩn, dù lão quái vật kia chắc chắn không muốn giao dịch gì với bệ hạ. Nhưng thương lượng buôn bán với ta thì không vấn đề. Y đột nhiên nhìn Diệp Linh Nhi, nhẹ giọng nói, vấn đề là sau khi trở lại Đông Di, chắc hắn sẽ định cư lâu dài ở đó, ngươi có nghĩ gì về việc này không? Tại sao ta phải nghĩ về việc đó? Từ khi nhị hoàng tử qua đời, Diệp Linh Nhi không còn vẻ hào hiệp, sáng sủa như xưa nữa mà trở nên trầm tĩnh, chín chắn hơn rất nhiều. Dù vẫn cười nói tự nhiên trước mặt Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi, nhưng cả hai đều nhận ra ám ảnh trong tim cô. Mãi đến khi gặp Vương Thập Tam Lang ở Thanh Châu, trở thành một cặp phong cảnh, tâm trạng Diệp Linh Nhi mới thoát khỏi binh mã biên ải. Phạm Nhàn rất vui khi thấy sự thay đổi này, nhưng cũng biết với thân phận của Thập Tam Lang, chuyện tình cảm của hai, người rất khó khăn. Y lắc đầu, không đi sâu vào vấn đề này nữa. Ngược lại, Diệp Linh Nhi nghĩ đến chuyện làm phiền lòng những người trẻ gần đây, hỏi nhỏ Phạm Nhàn, vậy việc của Nhược Nhược cứ thế kéo dài à? Nhắc đến chuyện này, Phạm Nhàn chỉ thấy cả đầu nhức nhối. Ban đầu y nghĩ rằng với Tĩnh Vương phụ tử ra mặt giả bộ hung dữ, hoàng đế bệ hạ sẽ xuôi chiều thu hồi lời ban hôn vụng về này. Không ngờ hoàng đế lại ngoan cố đến thế, lấy cớ năm xưa Phạm gia đã từ chối liên hôn với Tĩnh Vương phủ, hoàn toàn không để ý đến những động tĩnh này. Trước hết cứ kéo dài đã. Chúng ta có nhiều người gộp mặt mũi lại như vậy, dù sao cũng có chút phân lượng, bệ hạ cũng khó mà cưỡng ép được. Phạm Nhàn mím môi, nghĩ bụng nếu muội muội chịu gả cho hoàng thành thì việc này dễ xử lý hơn biết bao, ít ra trước mặt bệ hạ tranh cãi cũng có lý hơn. Ta không rõ Hạ Tông Vĩ là người thế nào, chỉ nghe nói tính tình không tệ, cũng không hiểu sao ngươi lại nổi cơn thịnh nộ lớn đến thế. Diệp Linh Nhi nói lỡ miệng, thịnh nộ. Phạm Nhàn cười cười, không nói rõ, nói lảng, thông gia của hai họ Hạ Phạm, há chẳng thành hộp cơm sao? Cơm gì? Cơm bát bảo. Đúng rồi, hôm nay Vương Đại Đô Đốc ở bày tiệc nhất thạch cư. Uyển Nhi nhắn nhủ ngươi đừng đến trễ. Diệp Linh Nhi nghiêm túc nói. Phạm Nhàn chợt nhớ ra chuyện thú vị này. Kể từ khi nhận nhiệm vụ dạy dỗ tiểu thư nhà họ Vương để làm trắc phi cho đại hoàng tử, Phạm Nhàn vốn đã bực bội vì chuyện chỉ hôn trong cung, nên đã mắng nhiếc Vương Đồng Nhi đến nỗi cô khóc lóc bỏ chạy ra khỏi phủ, cũng khiến đại tướng Sử Phi của quân phòng vệ kinh đô tức giận không nhẹ. Chương 1452, Xuân đến ta đi, 2. Y tưởng rằng sau trận mắng này,
Vương Đồng Nhi sẽ tức giận không bao giờ quay lại. Không ngờ chỉ sau ít ngày, cô lại van nài Sử Phi dẫn vào Phạm phủ, cầu xin tiểu Phạm đại nhân thu nhận làm đồ đệ. Cô nói mình đã thay đổi rất nhiều, không dám sằng bậy như trước nữa. Thái độ hiểu chuyện bất thình lình của tiểu thư khiến Phạm Nhàn giật mình, nghĩ bụng xem ra đại tiểu thư này yêu điên cuồng đại hoàng tử, nếu không đã chẳng đến mức sẵn sàng tự hạ mình như vậy. Hôm nay là ngày thứ hai đại đô đốc Vương Chí Côn từ Yến Kinh về kinh trình báo công tác, đại đô đốc tự tay chiêu đãi Phạm Nhàn chính là để cảm ơn việc y đã dạy dỗ con gái thay mình. Vương Đồng Nhi này là fan của ngươi. Phạm Nhàn cau mày, ngươi từng gặp chưa? Diệp Linh Nhi đoán ra ý nghĩa của từ fan, bất đắc dĩ cười nói, rất nhiều năm trước có gặp qua, lúc đó cô ấy mới chỉ là cô bé 7, 8 tuổi, ai ngờ sau này lại nổi loạn như thế. Bây giờ ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Phạm Nhàn nhắm mắt nói, có vẻ các đại tiểu thư đều giống nhau, đều thích bị hành hạ, nếu không đánh cho vài trận thì kiên quyết không chịu nghe lời. Diệp Linh Nhi mặt đỏ bừng, nhớ lại chuyện cũ ở Kinh Đô, liếc mắt đầy cảnh cáo về phía Phạm Nhàn, đây là ám chỉ ta à? Phạm Nhàn vẫn nhắm mắt, khóe, miệng phớt nụ cười nhạt, ngày trước phải đánh mới nghe lời, bây giờ tự động đến chịu đòn rồi. Xe ngựa lướt đi trong tiếng đối thoại của hai người, từ từ quay trở lại Kinh Đô, xé toạc lớp tuyết trên đường, để lại vết bánh xe sâu. Phạm Nhàn cảm thấy trong xe nóng quá, liền vén màn cửa sổ lên một góc, hy vọng gió đông lạnh có thể thổi vào. Ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua cảnh cây bạc, tuyết trắng bên đường thật đẹp. Y chăm chú nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi liên tưởng đến bản thân. Việc của Hạ Tông Vĩ không thể ép quá, nhưng y cũng không lo lắng. Chỉ cần sang năm giải quyết xong việc Đông Di Thành, lập công lớn cho Đại Khánh, dù hoàng đế khắc nghiệt đến đâu cũng khó mà ép buộc y nữa. Chỉ có điều trên con đường tuyết gió này, ngựa vất vả lê bước, Phạm Nhàn chợt cảm thấy mình giống con ngựa bị hoàng đế trói. Bị ép phải vất vả phá tuyết mở đường, kéo theo cỗ xe lớn tiến về phương xa mà ngựa không hề muốn đến. Y hít sâu một hơi, để gió lạnh xoa dịu trái tim nơi lồng ngực, hạ màn xe xuống, nhắm mắt suy nghĩ. Cho dù Tây Lương hay Đông Di, y đang vất vả chinh phục vì hoàng đế, nhưng hắn cũng không muốn thay đổi. Bởi vì trên đời này chưa có ai mà y không dám thách thức, ngoại trừ vị hoàng đế lão tử thâm sâu khó lường này. Nếu Ngũ Trúc Thúc và Cái Dương vẫn còn bên cạnh, chắc chắn tình thế sẽ thay đổi rất nhiều, chỉ có điều những thay đổi đó không chắc đã tốt. Phạm Nhàn lắc đầu, xua tan khả năng đáng phiền phức này. Dù trên danh nghĩa Ngũ Trúc Thúc là người hầu của mình, nhưng thực chất là người thân nhất, ai ai cũng cần tìm kiếm điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. May mắn thay, vị hoàng đế bệ hạ này đã thay đổi rất nhiều. Xét từ việc gần đây ngài cãi nhau với Phạm Nhàn và Tĩnh Vương, mặc dù quá đáng nhưng ít nhất cũng thể hiện chút tính người, hay nên nói là tính người già. Cho dù là tính người hay tính người già thì cũng chứng tỏ bệ hạ đã bước ra khỏi thần đàn, không còn là bóng hình cao sang xa vời. Đông qua xuân tới, lại là lời cũ dích. Thôi được rồi, tóm lại là trong một ngày xuân ấm áp tuyệt vời, Khánh Quốc đã sớm tiễn đưa vô số trận tuyết lớn nhỏ khó hiểu. Đón chào thời tiết ấm dần lên, những mầm non xanh tươi và những đóa hoa run rẩy. Còn tại Yên Kinh, quận quan trọng nhất phía đông bắc Khánh Quốc lại đón chào một đoàn người có địa vị đặc biệt quan trọng. Lúc này là tháng 3, hai bên đường cây cối xanh tươi, trong gió xuân phất phơ, giống như những đứa trẻ cầm bó hoa reo hò chào đón náo nhiệt. Có vẻ ngay cả cây cối cũng biết tầm quan trọng của đoàn người này. Yên Kinh nằm phía bắc, từ Kinh Đô đi thẳng lên phía bắc qua Hào Sơn, đi theo con đường bằng phẳng tới Thương Châu rồi mở rộng về hướng đông bắc là tới đại thành lớn này. Hàng chục năm trước, nơi đây vẫn là một thành trì của nhà Đại Ngụy, gọi là Nam Kinh. Nhưng rồi bị hoàng đế cường đại của Khánh Quốc đánh chiếm, đổi tên thành Yên Kinh, ý chỉ én ngậm bùn quay về. Không ai biết liệu vùng đất Yên Kinh cách đây hơn 1.000 năm có phải là của tổ tiên Khánh Quốc hay không. Nhưng cái tên Yên Kinh ít nhất cũng mang lại cho Khánh Quốc một cái danh nghĩa chính đáng. Hơn nữa người dân nơi đây ôn hòa, quen với việc thay đổi chủ nhân cai trị. Không có tình cảm dân tộc sâu sắc, nên sau 30 năm cai trị, Khánh Quốc đã biến nơi đây thành đất phụ thuộc vững chắc, trở thành một kinh thành cách xa Khánh Quốc. Các bạn đang nghe chuyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1453, Xuân đến ta đi, à. Yên Kinh rộng lớn, phồn hoa, tiếp giáp hơn 10 nước chư hầu nhỏ của Đông Di Thành, đặc biệt là giáp danh mật thiết với Tống Quốc. Nếu Khánh Quốc có ý định chinh phục Đông Di, chắc chắn quân đội sẽ xuất phát từ Yên Kinh.
Vì vậy 20 năm qua, binh sĩ biên cảnh Yến Kinh là tinh nhuệ của quân đội Khánh Quốc, cùng với Định Châu quân ở Tây Lương, Bắc Đại Doanh gần Thương Châu là ba đạo quân mạnh nhất. Yến Kinh là thành trì lớn nhất Khánh Quốc từ trước đến nay, là minh chứng tốt nhất cho võ công của Khánh Đế. Vì vậy triều đình rất chú trọng nơi này, không chỉ đổ vào đây nhiều nhân lực, vật lực, tài lực mà còn đãi ngộ đặc biệt về chính trị. Quan văn chú nhiệm tại Yến Kinh đều được thăng nửa cấp bậc, thậm chí lục bộ cũng có nha môn riêng ở đây. Mọi người đều hiểu lý do đãi ngộ ưu đãi như vậy, bởi vì phía đông là Đông Di Thành, phía bắc qua Thương Châu là Bắc Tề. Nam Khánh muốn thống nhất thiên hạ, chắc chắn Yến Kinh sẽ là nơi xuất phát và là đại bản doanh tiền tuyến của đại quân. Khánh Đế chuẩn bị cho việc này trong 30 năm, tất nhiên đã biến Yến Kinh đô một pháo đài kiên cố, không ai biết trong thành cất giữ bao nhiêu lương thảo và vũ khí. Hiện giờ quân đội Yến Kinh do Đại Đô Đốc Vương Chí Côn chỉ huy, người này luôn được Khánh Đế tin tưởng. Khánh lịch năm thứ 7 năm, trong cuộc nội loạn Khánh Quốc, đại doanh Yến Kinh đóng vai trò ổn định trọng yếu. Chính nhờ sức mạnh vững chắc của đại doanh Yến Kinh mà sau khi mất Bắc Đại Doanh Thương Châu của Yên Tiểu Ất, Sử Phi mới có thể tiếp quản một cách thuận lợi. Trong khi đó, các quan lại dọc theo khu vực Đông Sơn hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Vị thủ lĩnh quan văn Yến Kinh cũng rất quan trọng, họ mai tên chấp lễ, xuất thân là môn sinh của Liễu Quốc Công. Từ 6-7 năm trước, ông đã đảm nhiệm chức kinh đô phủ doãn, sau đó thăng chức dần, đến Yến Kinh, nay đã là một đại quan chính nhị phẩm của địa phương, chỉ thấp hơn tổng đốc nửa bậc. Hôm nay, hai nhân vật lớn này cùng đứng chờ ngoài thành, trong khi các quan viên thuộc hạ bên cạnh không hề kinh ngạc. Bởi vì bọn họ biết đoàn người này dù không phải là ngự giá của hoàng đế bệ hạ nhưng có địa vị tương đương, hơn nữa tiểu thư của vương đại đô đốc cũng có mặt trong đoàn xe. Trong tiếng nhạc khúc, vô số thái giám cầm thẻ bài cầm kiếm đi ngang qua, đoàn xe dừng lại trước mặt các quan viên chờ, đón. Một thanh niên mặc đồ quan phục màu đen thắt giải lụa vàng nhạt bước ra khỏi xe, tiến tới trước mặt mọi người. Người tới chính là Phạm Nhàn, hôm nay mang thân phận khâm sai đến đây, thấy cảnh tượng trước mắt cũng không lấy làm lạ. Sau khi hoàn tất lễ nghĩa với Vương Đô Đốc và Mai Đại Nhân, y mới thở phào nhẹ nhõm rồi mời hai ngài đứng dậy, tự mình hành lễ. Vương Chí Côn và Mai Chấp Lễ liên tục từ chối. Dù là những nhân vật quyền lực nhưng khi gặp vị tiểu công gia này, họ biết nên cung kính để tránh hậu quả đáng tiếc. Nghe nói ngày tháng của Hạ Đại Nhân hiện đang hưng thịnh trong triều cũng không mấy tốt đẹp. Vương Chí Côn mới về kinh báo công vào mùa đông, đã gặp Nhàn hai lần nên không xa lạ. Hơn nữa, chuyến này Phạm Nhàn tiện đường đưa Vương Đồng Nhi về, bản thân lại là sư phụ của cô, nên Vương Chí Côn có vẻ rất niềm nở, sau khi khách khí còn cố gắng ra vẻ tự nhiên. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn cảnh tượng này, đoán chừng vị đại lão trong quân đội này cố ý cho Mai Đại Nhân xem. Hai nha môn quân chính, bất kể ở Định Châu hay Yến Kinh, đều sẽ có mâu thuẫn, chắc Vương Đô Đốc nghĩ trong triều có mình giúp đỡ thì đám quan lại văn thần Mai Chấp Lễ sẽ phải cảnh giác hơn. Mai Chấp Lễ bên cạnh cười hai tiếng rồi bước tới hỏi Phạm Nhàn, lão đại nhân khỏe chứ? Phạm Nhàn đáp nghiêm trang, phụ thân ở Đạm Châu vẫn thư thái, thân thể của quốc công lão nhân gia cũng không tệ. Quốc công mà Nhàn nhắc tới chính là thầy dạy của Mai Chấp Lễ. Vương Chí Côn đứng bên cạnh, giờ mới hiểu ra hai người đã quen biết từ lâu. Quả thật, Phạm Nhàn và Mai Chấp Lễ là bạn cũ. Chuyện ồn ào đầu tiên của Phạm Nhàn khi mới vào kinh cũng xảy ra dưới mí mắt Mai Chấp Lễ, đó là việc đánh Quách Bảo Khôn giữa đường. Khi đó, Mai Chấp Lễ đã giúp Phạm Phủ không ít. Sao ngài không ở lại triều đình mà lại chạy đến Yến Kinh? Phạm Nhàn hỏi cười. Mai Chấp Lễ hạ giọng cười đáp, chức phủ doãn kinh đô phủ đâu dễ làm, vẫn là chạy xa ra thì tốt hơn. Hai người cười vang, Mai Chấp Lễ liếc mắt nhìn Vương Chí Côn, khoái trá nghĩ bụng ngươi móc nối với Đạm Bạc Công bằng con gái, còn mình dựa vào cha mẹ hắn, ai thân ai xa tự biết. Chương 1454, Đồng Hành, 1. Phạm Nhàn bật cười, những lời đó của ngài, ta thấy dường như Tôn Đại Nhân chẳng gặp khó khăn gì. Nghe vậy, ngay cả Vương Chí Côn cũng phải vuốt râu cười khà khà. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu công gia thật sắc sảo cay nghiệt. Giờ phút ai mà chẳng biết vị phủ doãn kinh đô may mắn gặp họa thành phúc. Nếu Tôn Kính Tu không bị con gái không bán đi, chỉ e đã chết từ lâu. Dĩ nhiên, mỗi lần nhắc đến, mọi người đều xì xầm bàn tán xem Tôn tiểu thư đại nghĩa diệt thân ấy bị Phạm Đại Nhân gây họa đến mức nào mà làm ra chuyện như thế. Chuyến này Phạm Nhàn đến Yến Kinh chỉ là đi ngang qua, mục đích chính của y là muốn đến Đông Di Thành, tham dự lần mở cửa cuối cùng của Kiếm Lư.
toàn thiên hạ ai cũng biết, có lẽ đây là lần cuối cùng vị đại tông sư này gặp gỡ thiên hạ, và nghi thức mở kiếm lư lần này cũng được tổ chức cực kỳ trọng thể. Không chỉ có các tiểu quốc chư hầu xung quanh Đông Di Thành cử quý nhân đến dự lễ, mà ngay cả hai đại thế lực Bắc Tề và Nam Khánh hiện thời cũng đều được mời. Mọi người đều đoán rằng, có lẽ Tư Cố Kiếm muốn dùng lần cuối cùng mở kiếm lư này để quyết định Đông Di Thành sẽ ngả theo phe nào trong tương lai. Vì thế triều đình cả Bắc Tề lẫn Nam Khánh đều không dám chậm trễ, liên tục cử người đại diện đi dự. Còn Phạm Nhàn nhờ quan hệ với Vương Thập Tam Lang nên tất nhiên trở thành đại biểu của Nam Khánh. Về phía phái đoàn Khâm Sai tiện đường đưa Vương Đồng Nhi về Yến Kinh là vì việc đại hoàng tử sắp nạp Trắc Phi đã định. Tháng 6 tới sẽ chuẩn bị lễ qua cửa, chỉ là danh phận Trắc Phi vẫn khó nghe nên bệ hạ vì muốn giữ thể diện cho Vương Chí Côn, đặc biệt coi trọng chuyện này, sai người đưa tiểu thư về quê trước rồi mới rước ngàn dặm về kinh. Trong mắt Phạm Nhàn, đây chỉ là việc nhàn rỗi không có gì làm, nhưng vương gia vô cùng cảm tạ ân điển của thánh thượng, đích thân đến tiếp đón. Đêm ấy, Phạm Nhàn cùng thuộc hạ nghỉ lại phủ đô đốc. Vương Đồng Nhi sau khi hành lễ với Phạm Nhàn đã chạy về khuê phòng, chờ các ma ma dạy bảo nghi thức xuất giá. Trên bàn tiệc, Vương Chí Côn có vẻ khó xử nhìn Phạm Nhàn, nói, mấy tháng qua, đã làm phiền tiểu công gia tốn nhiều tâm tư. Đại đô đốc biết rõ, đại điện hạ có thái độ khá phức tạp với việc nạp Trắc Phi, dù bản thân hắn rất kính trọng đại điện hạ, cũng muốn gả con gái cho đối phương, nhưng với tư cách người làm cha, hắn vẫn lo lắng cho con gái mình. Hắn hiểu rõ, nếu không có tiểu Phạm đại nhân gánh vác, chỉ e việc này đã gặp nhiều rắc rối. Phạm Nhàn mỉm cười, không đề cập đến việc đó, hạ thấm mi mắt hỏi nhỏ, Bắc Tề phái người nào đến vậy? Phạm Nhàn có hai hệ thống tình báo dưới tay, cỏ rất nhanh chóng nắm bắt tình hình thiên hạ. Nhưng Đông Di Thành mở kiếm lư là sự kiện quan trọng nhất trong mắt các thế lực, khi y rời kinh đô thì giám sát viện và Bão Nguyệt lâu vẫn chưa có tin tức gì. Yên Kinh nằm ở phía bắc xa xôi, tiếp giáp nhiều thế lực, quân đội cũng có hệ thống tình báo riêng nên y vội hỏi Vương Chí Côn xem có tin tức gì không. Vương Chí Côn nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói không chắc chắn, theo lý thường, chắc là Trường Ninh Hầu. Khuynh hướng của Đông Di Thành sau này ảnh hưởng sâu xa, cả Bắc Tề lẫn Nam Khánh đều hết sức căng thẳng. Nam Khánh cử Phạm Nhàn, người đứng đầu dưới trướng thiên tử, chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự phân tích của thiên hạ. Tất nhiên Bắc Tề cũng phái người tương xứng để Đông Di Thành cảm nhận được thành ý và sức nặng của họ. Trường Ninh Hầu là huynh muội ruột thịt của Bắc Tề Thái Hậu, hơn nữa bây giờ trông coi tiền bạc nội khố nước Bắc Tề, quả thực là nhân vật vô cùng quan trọng. Phạm Nhàn hơi nhướng mày, nghi ngờ nói nhỏ, vị hầu gia này cũng là người quen cũ, uống rượu cũng được nhưng làm việc thì kém xa con trai ông ta. Vương Chí Côn biết lúc này đang nói chuyện trọng đại, dù là đại đô đốc cũng không dám chểnh mảng, đáp. Vệ Hoa tuy là chỉ huy sứ cẩm y vệ, nhưng ở Bắc Quốc thì cẩm y vệ kém xa trong viện, hắn cũng không có quyền hạn lớn đến thế. Phạm Nhàn gật đầu, giám sát viện quả thật là tổ chức quá đặc thù, ngoài hoàng đế tự tin tới tận cùng, không ai dám duy trì nó. Mặc dù cẩm y vệ Bắc Tề kế tục tổ chức đề kỵ của Tiếu Ân ngày xưa nhưng dưới sự đàn áp của hai mẹ con Thái Hậu, uy thế đã kém xa thời Đại Ngụy. Đặc biệt sau khi Thẩm Trọng bị Thượng Sam Hổ giết chết, mặc dù cẩm y vệ vẫn còn năng lực nhưng địa vị ngày càng thấp. Nếu tiểu hoàng đế Bắc Tề thật sự muốn thành công ở Đông Di Thành thì Vệ Hoa cũng không phải là lựa chọn tốt. Các bạn đang nghe chuyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1455, Đồng Hành, 2. Binh đến tướng đỡ, bất kể ai đến cũng là thử thách quốc lực. Không nên suy nghĩ nữa. Phạm Nhàn uống một ngụm rượu, đôi lông mày thoáng vẻ mệt mỏi. Vương Chí Côn mỉm cười nhìn y, mở miệng nói, lần này tiểu Phạm đại nhân xuất mã, chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng. Trước khi rời kinh đô, tất cả mọi người kể cả Hồ Đại học sĩ đều tràn đầy tin tưởng, hệt như vị vương đại đô đốc này. Thậm chí trong ngự thư phòng dường như hoàng đế cũng hoàn toàn không nghĩ Phạm Nhàn sẽ thất bại trận này. Y không biết trong lòng quan lại và dân chúng Khánh Quốc, bốn chữ tiểu Phạm đại nhân đã thêu vàng từ lâu đã biến thành vàng ròng. Mọi người đều hết sức tin tưởng vào y, 5 năm qua đã chứng minh chỉ cần y ra tay thì không việc gì không thành. Mùa xuân năm thứ 10 Khánh lịch, triều đình Khánh Quốc dường như im lặng chờ đợi Đông Di Thành đầu hàng, chờ xe ngựa của tiểu Phạm đại nhân tiến vào kiếm lư.
Không tốn một binh lính là có thể tiếp quản vùng đất rộng lớn cùng với dân chúng và tài sản khổng lồ tích lũy bao đời nay trên mảnh đất mênh mông này. Nhưng Phạm Nhàn lại không nghĩ vậy. Mặc dù thông qua Vương Thập Tam Lang, y nắm được thái độ của Tứ Cố Kiếm Sư, cũng từ từ thể hiện thái độ của mình với vị kiếm thánh đại nhân này. Cả hai đã tìm được tiếng nói chung về lợi ích, nhưng lợi ích mà Khánh Quốc muốn giành được ở Đông Di quá lớn. Nói cách khác, Đông Di Thành phải hy sinh quá nhiều lợi ích. Đây không phải trò chơi gia đình, cũng không phải là vụ làm ăn trăm vạn lượng bạc, mà là thay đổi lịch sử thực sự. Một biến cố lịch sử lớn sắp xảy ra trước mắt, thậm chí trong tay Phạm Nhàn. Vào thời khắc này, Phạm Nhàn không thể không lo sợ, y thường tự hỏi bản thân có đủ tài năng để mở rộng bờ cõi cho đất nước theo cách thuận lợi đến như vậy hay không. Vấn đề là Tứ Cố Kiếm bị thương nặng sắp chết, hận thù với Khánh Đế sâu nặng đến mức dù có dốc cạn biển Đông cũng khó rửa sạch. Tuy vị đại tông sư này biết mình sắp chết và Đông Di Thành ắt sẽ bị hai nước chia cắt, nhưng vì tòa thành và các nước chư hầu xung quanh nên lão mới mời Bắc Tề, Nam Khánh tới lễ mở kiếm lưu cuối cùng của mình. Nhưng lão vẫn cố gắng tranh thủ lợi ích cho con dân Đông Di Thành lần cuối cùng. Phạm Nhàn không khỏi nhớ cuộc trò chuyện cuối cùng với Hoàng đế Lão Tử trong ngự thư phòng trước khi rời kinh. Lúc đó trên mặt bệ hạ nở nụ cười thản nhiên, tuy cũng đầy tin tưởng vào thành công của Phạm Nhàn như các đại thần, nhưng thái độ và lời nói hoàn toàn không coi trọng nghi thức mở kiếm lưu lần này. Phạm Nhàn rất hiểu tâm tư của Hoàng đế, với lòng tin cường đại của mình, bệ hạ hoàn toàn không quan tâm đến ý định hòa giải và thiện chí cuối cùng của Đông Di Thành. Đối với Hoàng đế, đây chỉ là những tiếng rên rỉ cuối cùng của Đông Di Thành. Nếu như Khánh Quốc có thể chi ít tiền hơn để có được đất đai và tài sản của Đông Di Thành, chắc chắn đó là chuyện cực kỳ có lợi. Nhưng nếu những điều kiện mà Tứ Cố Kiếm đưa ra khiến Khánh Đế cảm thấy quá phi lý, Khánh Đế sẽ không ngại giơ đao thương trong tay lên, biến tiếng rên rỉ đó thành tiếng kêu la thảm thiết. Theo như phân tích và hiểu biết của Phạm Nhàn về tính cách của hai vị cường giả đương đại, những điều kiện mà Tứ Cố Kiếm sắp đưa ra chắc chắn là điều Khánh Đế không thể chấp nhận. Đây là vấn đề lớn nhất mà y phải đối mặt trong chuyến đi này. Sứ đoàn không dám trì hoãn lâu trong Yến Kinh Thành. Sáng sớm hôm sau, Phạm Nhàn được Vương Chí Côn và Mai Chấp Lễ tiễn đưa rời thành, hội hợp với các thuộc hạ tứ sử sát viện từ Giang Nam chạy tới, xuất phát chạy về phía đường lớn. Đoàn xe đi về hướng gần biên giới Nam Khánh, chưa hoàn toàn rời khỏi quan binh hộ tống của đại doanh Yến Kinh đã gặp thêm một đội ngũ khác. Một thương nhân giữa những ánh mắt tò mò của mọi người bước lên xe ngựa của Phạm Nhàn. Vất vả rồi, Phạm Nhàn vỗ vai Sử Xiển Lập. Những năm qua, trong Phạm Môn Tứ Tử, có ba người đang dốc sức trong triều đình Khánh Quốc, chỉ có Sử Xiển Lập ngày xưa thi không đỗ trở thành trợ thủ riêng cho Phạm Nhàn. Luôn ở Giang Nam và các quận ngoại vi, cùng Tăng Văn mở Bão Nguyệt Lâu, âm thầm thu thập thông tin cho Phạm Nhàn. Sử Xiển Lập hạ giọng thuật lại với môn sư Phạm Nhàn về tình hình gần đây của Bão Nguyệt Lâu, cùng một số tin tức ngầm nghe được trong Đông Di Thành. Xem ra Thập Tam Lang nói rất đúng, bên trong Đông Di Thành cũng có mâu thuẫn. Lần này mọi người đều nghĩ ta đi hái trái cây, làm sao ngờ được trái cây đó cũng có thể độc. Phạm Nhàn lắng nghe một lúc rồi tự mỉm cười, chỉ có điều ta không hiểu nổi, vị thành chủ Đông Di Thành kia dựa vào đâu mà có dũng khí đối đầu với Đại Khánh ta, trong khi Tứ Cố Kiếm sắp ra đi. Chương 1456, Đồng Hành, A. Chắc chắn người Bắc Tề âm thầm ủng hộ hắn. Ngay cả trong kiếm lư cũng có nhiều người không muốn thân cận với Đại Khánh ta. Những chuyện này không phải do bọn chúng có muốn hay không. Phạm Nhàn thở dài một hơi, thực lực quyết định tất cả. Tứ Cố Kiếm mà chết, Bắc Tề không còn đại tông sư, hai bên chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường. Bắc Tề lãnh thổ rộng lớn, dân cư no đủ, có sức đánh một trận với ta Đại Khánh, còn Đông Di Thành dùng thương mại lập thành, dân giàu thì giàu đấy chứ không mạnh, làm sao địch nổi Khánh quân ta. Vấn đề then chốt là Tứ Cố Kiếm tử thương trong kế hoạch của bệ hạ. Trên dưới kiếm lưu oán hận Nam Khánh thấu xương, chỉ sợ bọn họ thà liều chết cũng không chịu khuất phục xương thần. Sử Sách Lập những năm qua sống cuộc sống đại phú gia, thân mình mập mạp, đầu cũng chưa bạc một sợi tóc. Khác xa với dáng vẻ non nớt nghèo túng ngày xưa, chỉ có điều trung thành và kính phục Phạm Nhàn vẫn không đổi. Từ năm ngoái, hắn ở lại Đông Di thăm dò ý định của kiếm lưu, nên rõ ràng tâm trạng u uất đang âm ỉ dưới sự im lặng của kiếm lưu, không khỏi lo lắng thay cho sư phụ. Vấn đề then chốt còn là thái độ của Tứ Cố Kiếm. Phạm Nhàn cúi đầu, nhắm mắt hòa theo động tác lắc lư của xe ngựa, cười khổ nói, nếu lão ta thật sự là kẻ nóng nảy đần độn, chỉ e vẫn phải đánh một trận lớn.
Có điều nếu thật sự phải đánh, thì thập tam lang kia tính là gì? Nếu tin tức ngươi truyền về những năm qua là thật, thập tam lang sẽ là người thừa kế y bát của Từ Cố Kiếm. Thái độ kiên quyết như vậy khiến ta cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì Đông Di, Từ Cố Kiếm không thể nào đi sai bước này được. Đây lại là một vấn đề khác. Đông Di thành ngả theo Đại Khánh ta hay Bắc Tề là một chuyện, còn chủ nhân mới của Kiếm Lư sau khi Từ Cố Kiếm qua đời lại là một việc lớn khác. Sử sách lo lắng nói, mặc dù thập tam đại nhân được Từ Cố Kiếm sủng ái, nhưng Vân Chi Lan mới là đệ tử số một của Kiếm Lư. Hắn có quan hệ rộng rãi, được lòng người, lại có vô số đệ tử và hậu bối tôn sùng, cộng thêm sự ủng hộ của Phủ Thành Chủ và Bắc Tề. Nếu Từ Cố Kiếm qua đời, chỉ e Vân Chi Lan sẽ không cho thập tam đại nhân bất kỳ cơ hội nào. Phạm Nhàn mở mắt, ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, lẩm bẩm, hay là lại phải như nhiều năm về trước, giết sạch cả nhà Kiếm Lư mới chịu định đoạt chủ nhân. Đây là chuyện rất nhiều năm trước ở Đông Di Thành, khi Từ Cố Kiếm tàn sát cả trăm thành viên trong gia tộc, thậm chí không tha cả song thân. Tiếng xấu điên cuồng lan truyền, đồng thời giám sát viện cũng có thêm một vị ảnh tử, mãi cho tới tận bây giờ. Sử sách lập im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Chắc chắn thành chủ Đông Di Thành chắc chắn không thể chấp nhận điều kiện của ta. Phạm Nhàn nhẹ giọng nói, có quyển sách nói về Tam Quốc chép rằng bề tôi có thể đầu hàng vì bọn họ vẫn là bề tôi, chỉ có vị thành chủ kia, nếu đầu hàng sẽ chẳng là cái thá gì. Vấn đề then chốt khác là người kế thừa của Đông Di. Y day day mi tâm, nếu Vân Chi Lan và Thập Tam thật sự tranh giành, chúng ta là người ngoài cuộc khó có thể tác động được gì lớn. Sử sách lập suy nghĩ một lúc rồi hạ giọng hỏi, trước khi rời kinh, hạn định mà hoàng đế bệ hạ đưa ra là gì? Xưng thần, tiến cống, giải tán quân đội, các chư hầu quốc cảnh, quân khánh chúng ta sẽ tiến vào chiếm đóng, các vương công buộc phải cư trú tại kinh đô. Phạm Nhàn cúi đầu nói, Sử Xiển Lập lập khẽ thở dài, nghĩ bụng những điều kiện này mà đưa ra, Đông Di Thành trực tiếp bị bỏ hoang. Khẩu vị của bệ hạ quá lớn, chỉ dựa vào lực lượng quốc gia mà đe dọa, không đánh mà khuất phục, những điều kiện như vậy chỉ e trong Đông Di Thành không ai dám chấp nhận. Dĩ nhiên, thời hạn có thể thương lượng lại, không nhất thiết phải tranh cãi ngay lập tức. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, thực ra sau khi tranh luận với Khánh Đế một hồi, y mới tranh thủ được nhiều thời gian hơn cho Đông Di Thành. Y dừng một chút rồi nói tiếp, nếu các tiểu vương công không dám ở lại kinh đô, bệ hạ sẽ cho xây dựng cung điện mới cho họ ở Yên Kinh, tất nhiên sẽ không đối xử tệ với họ. Sử Xiển Lập nén nỗi kinh hoàng trong lòng, lắc đầu nói, không ai chấp nhận đâu. Với những điều kiện thế này, chẳng khác nào cắt đầu họ đặt vào khay trình lên triều đình Đại Khánh, chỉ sợ họ thà liều chết đánh một trận, ít ra vẫn còn chút hy vọng. Phạm Nhàn không trả lời câu hỏi này, thay vào đó nói, chắc chắn người Bắc Tề không thể đứng nhìn Đông Di Thành bị chúng ta nuốt chửng, lần này nhất định chúng sẽ ra tay. Chúng có thể làm gì? Các bạn đang nghe chuyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1457, đồng hành 4. Phạm Nhàn vén rèm cửa sổ xe lên, nhìn cây cối xanh tươi dọc theo quan lộ, tự nhiên nói, trước tiên vị tiểu hoàng đế Bắc Tề sẽ cố thuyết phục Từ Cố Kiếm liên minh với Bắc Tề, để Bắc Tề hỗ trợ cho Đông Di Thành. Nếu người Bắc Tề phát hiện ra Đông Di Thành thực sự không thể chống đỡ nổi, chuẩn bị đồng ý với hiệp ước của Triều Đại Khánh, thì họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để phá vỡ hiệp ước lần này. Không đợi Sử Xiển Lập lên tiếng, y tiếp tục nói nhỏ, giết chết ta, hoặc là giết một nhân vật quan trọng nào đó trong Đông Di Thành, kích động hận thù và đổ máu giữa Đông Di Thành và Nam Khánh. Chỉ cần chiến tranh bùng nổ, cho dù Đông Di Thành muốn đầu hàng, với tính cách của bệ hạ, cũng sẽ không chấp nhận. Đến Lao U đó, người Bắc Tề có thể ngồi xem tình hình rồi tính tiếp. Vừa nói xong những lời này, đoàn xe rẽ về hướng đông nam, men theo một ngọn núi nhỏ, bên dòng suối trong veo, đi về phía Tống Quốc. Phạm Nhàn híp mắt lại nhìn về phía sau, thành Yến Kinh vẫn nhìn rõ ràng, binh sĩ trong doanh trại đang chờ đợi chiến tranh bùng nổ, hoặc sợ hãi chiến tranh ập đến. Tiểu thư nhà họ Vương sắp vào cung làm phi tần cho hòa thân Vương Phủ, nên tất nhiên hôm nay không thể đến tiễn Phạm Nhàn, nhưng vẫn rất cung kính nhờ Vương Đại Đô Đốc mang lễ vật đến tặng y. Mỗi lần nghĩ đến vị tiểu thư khởi đầu ngang ngược vô song, sau lại bị mình dạy dỗ đến thảm hại không chịu nổi, tâm trạng Phạm Nhàn lại cảm thấy phức tạp. Bất kể là người có tính cách thế nào, dù là đại tông sư hay là tiểu thư kiêu ngạo, nếu trong cuộc đời này họ có một mục tiêu nhất định phải đạt được,
có thể khẳng định họ sẵn sàng trả một cái giá mà bình thường không bao giờ trả để đạt được mục tiêu ấy. Bây giờ ta chỉ lo lắng một việc. Phạm Nhàn rời mắt về phía cửa sổ xe, nói nhỏ, Tư Cô Kiếm cũng chẳng phải bậc đại thánh đại hiền. Nếu như hắn cũng giống như ta, cùng theo chủ trương sau khi chết không sợ hồng thủy ngập trời, thế thì rắc rối lắm. Hả? Rõ ràng Sử Xiển Lập không hiểu hết câu nói ấy. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, nói, trước khi lâm chung, đi bước đi hai nước cờ tàn nhẫn, khiến đại khánh ta khổ cực không thể tả, càng khiến đầu ta đau nhức dị thường. Những nhân vật lớn như họ nhìn xa hơn ai hết, ta rất khó tin rằng sau 2 năm rưỡi bị bệ hạ đánh bại nhưng vẫn cố gắng tồn tại đến hôm nay. Tư Cố Kiếm lại cam tâm chịu thua mà không hề có ý định gì. Y sợ những ý nghĩ đáng sợ của các đại tông sư này. Ngày thứ ba, đoàn xe vượt qua biên giới vô hình nằm giữa đồng bằng, tiến vào Tống Quốc. Quốc gia chư hầu này có diện tích rất nhỏ bé, còn kém xa một châu lớn của Nam Khánh hay Bắc Tề, nhưng lại có lịch sử lâu đời. Dù có vương vị trên danh nghĩa, thực tế mọi thứ đều do Đông Di Thành kiểm soát, ngoại trừ quyền bổ nhiệm quan lại, tất cả lực lượng vũ trang đều bắt nguồn từ thành chủ phủ và kiếm lư của Đông Di. Phạm Nhàn cũng không xa lạ gì đối với Tống Quốc, thậm chí còn rất quen thuộc con đường này. Bởi vì Bão Nguyệt Lâu của Tống Quốc mở cửa rất sớm, là điểm thử nghiệm đầu tiên khi Phạm Nhàn kiểm soát sản nghiệp thanh lâu cao cấp, phát triển thành chuỗi thanh lâu. Cách đây vài năm, sau khi bắn chết Yến Tiểu Cốc tại Đại Đông Sơn, Phạm Nhàn tuy bị thương nặng vẫn trốn thoát khỏi dãy núi. Đi qua Tống Quốc vào biên giới, xuyên qua Yến Kinh rồi quay về Kinh Đô, dẫn giám sát viện tấn công phe trưởng công chúa. Những năm trước, Phạm Nhàn một thân một mình, giấu tên giấu tuổi, cải trang dịch dung, mệt mỏi gian khổ, vết thương hành hạ, chưa biết tương lai ra sao. Năm nay, một đoàn xe mang lọng tre uy nghi nhung lụa, tùy tùng đông đảo, oai nghiêm sang trọng, vạn người chú ý, vinh quang vô biên, với danh nghĩa quan thần số một đương thời, khoe khoang giữa phố phường Tống Quốc. Có điều, trong mắt Phạm Nhàn, bản thân mình thực ra không hề thay đổi chút nào, thay đổi thực ra chỉ là cán cân quyền lực của 3 thế lực trong thiên hạ. Từ chối sự đón tiếp nồng hậu của quan chức Tống Quốc, cũng né tránh những ánh mắt cảnh giác phức tạp, Phạm Nhàn cùng đoàn người vào ở Bão Nguyệt Lâu, dù sao đây cũng là tài sản của mình, an toàn hơn. Mới vừa bước chân vào lâu, đã có quan viên Tống Quốc vẻ mặt căng thẳng tới báo cáo, nói có khách đến cầu kiến tiểu Phạm đại nhân. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của quan viên, Phạm Nhàn biết ngay khách đến là ai, không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm thật may mắn, vừa đến nơi đã gặp ngay người Bắc Tề. Y đứng dậy bước ra ngoài phòng, chắp tay cười đón, vệ Hoa huynh, không ngờ người đến lại là ngươi. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Bắc Tề vệ Hoa mỉm cười bất đắc dĩ, trịnh trọng đáp lễ, kính chào tiểu Phạm đại nhân. Chương 1458, Chu Công dạy học, 1. Phạm Nhàn và vệ Hoa, hai đầu lĩnh đặc vụ lớn nhất thiên hạ, hàn huyên thân mật như hai vị sĩ tử chân chính, khiến mọi người ngưỡng mộ không nói nên lời. Cả hai cùng nhau ngồi xuống, rót rượu tâm sự, kể lại chuyện xưa khi cùng làm việc ngoài Thượng Kinh Thành, thầm thì bàn chuyện riêng tư, chỗ vui thì cười ha hả, chỗ cảm khái thì suy tư muôn phần. Thái độ chân tình như vậy khiến quan viên Tống Quốc và các quan bộ lễ hai bên Bắc Tề, Nam Khánh cùng đoàn tùy tùng choáng váng, nghĩ thầm không lẽ tình cảm giữa hai người này đã thân thiết đến thế. Nhưng rồi mọi người hiểu ra, cảm thán khâm phục, nghĩ bụng hai vị đầu lĩnh tình báo hàng đầu, giả vờ thân mật đến mức vô liêm sỉ như vậy. Quả thực là kỳ phùng địch thủ, thấy nhau như tìm được tri kỷ, tâm đầu ý hợp, tự nhiên mà thân thiết. Ngồi nói chuyện phiếm một lúc, mọi người hiểu ra hai người gặp nhau ở Tống Quốc tất nhiên là đại diện cho thế lực sau lưng tiến hành dò xét, lời nói sắc bén như dao. Còn bọn họ cứ ở đây thì chỉ có thể nghe thấy chàng cười vui vẻ, nên tự động lui ra ngoài. Tỳ nữ dọn đồ ăn xong cũng lui hết, căn phòng sang trọng nhất Bão Nguyệt Lâu chìm vào im lặng. Phạm Nhàn không ngồi vào bàn mà ngồi ghế gỗ khảm hoa bên cạnh, mắt nhìn vệ Hoa bình tĩnh nói, các ngươi đến từ hôm qua, hôm nay đã tìm đến cửa, thật không cho ta chút thời gian thở. Vệ Hoa mỉm cười, cầm khăn lông trên bàn lau mặt, đi tới ngồi bên cạnh Phạm Nhàn, suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng nói. Mặc dù ai cũng có thể đoán trước chắc chắn tiểu Phạm đại nhân sẽ tự mình đến, nhưng nếu không thấy tận mắt, ngàn vạn dân chúng đại tề của ta làm sao yên tâm được. Phạm Nhàn mỉm cười nói, sao thế? Đây là thay dân chúng đại tề ngươi đến đòi công lý chỗ ta à? Năm ngoái, giám sát viện phát động tấn công ở Tây Lương, truy quét sạch sẽ gian tế Bắc Tề câu kết với người Hồ ở Hai Châu Định Than, giết rất nhiều người.
Việc này khiến triều đình Bắc Tề kinh hoàng rồi nổi giận. Hòa bình bề ngoài mà tiểu hoàng đế Bắc Tề và Phạm Nhàn cố gắng duy trì cũng bị xé toang. Lúc này trong phòng không còn ai, tất nhiên Phạm Nhàn và Vệ Hoa không tiếp tục nói chuyện thân mật nữa, giọng điệu cũng lạnh lẽo đi. Vệ Hoa nhìn y lạnh lùng nói, tiểu Phạm đại nhân, năm đó chúng ta hợp tác cũng coi như tin tưởng lẫn nhau, nhưng năm ngoái ngươi gây ra chuyện như vậy mà không hề báo trước, có phải là quá đáng rồi không? Phạm Nhàn nhướng mày, ánh mắt sắc bén nói, các ngươi câu kết với người Hồ, giết con dân Đại Khánh ta, chẳng lẽ trước khi hành động ta còn phải báo trước cho các ngươi hay sao? Ngươi, tưởng các ngươi là ai? Vệ Hoa trong phát lạnh, thế mới biết bây giờ Phạm Nhàn không còn là thiếu niên mới vào đời ôn hòa dễ mến như năm xưa ở Thượng Kinh Thành. Hắn im lặng một lát rồi nói, chuyện cũ đừng nhắc tới, có điều chuyến này đến Đông Di tham gia lễ mở kiếm lư, không biết tiểu Phạm đại nhân có ý định gì? Điên à! Phạm Nhàn nói đùa, ta là quan lại của Đại Khánh, lần này đến Đông Di tất nhiên vì lợi ích của Đại Khánh, ngươi cũng biết thừa rồi, cần gì phải hỏi. Vệ Hoa nhíu mày, trong lòng giá lạnh, nghĩ bụng dù bệ hạ tài giỏi, quản lý triều chính ngay ngắn, nhưng thời thế đã thay đổi, Khánh Quốc hưng thịnh như mặt trời ban trưa. Chuyến này đến Đông Di, muốn lung lay cả hai phe kiếm lư và thành chủ mà không bị sức mạnh của Khánh Quốc áp đảo quả thực rất khó. Nhất là lần này Khánh Quốc cử Phạm Nhàn đi, hắn vẫn chưa thấy được nội tình của vị đồng hành Nam triều này, trong lòng khá lo lắng, chẳng mấy tự tin. Có người nhờ ta hỏi ngài một câu. Vệ Hoa ngồi bên cạnh Phạm Nhàn, hạ giọng nói, hiệp nghị trong quán rượu năm xưa có còn giá trị không? Vừa nói ra câu đó, sắc mặt Phạm Nhàn hơi thay đổi, trong mắt thoáng qua vẻ tự diễu khó lường, nhẹ giọng nói, có hiệp nghị gì cơ? Vệ Hoa vẫn giữ nguyên vẻ mặt, chỉ nhíu mày sâu thêm chút, có lẽ ngay cả hắn cũng không rõ hiệp nghị mà bệ hạ sai mình hỏi là gì, cổ họng khô khốc, hỏi, tiểu công gia định phá bỏ lời hứa à? Phạm Nhàn nghe câu đó, nhíu mày, đứng dậy nói, thứ nhất, không hề có hiệp nghị gì, thứ hai, chuyện này sao lại do ngươi đến nói với ta? Dù là chỉ huy sứ cẩm y vệ Bắc Tề, được hoàng đế tin tưởng, nhưng thân phận và địa vị Vệ Hoa vẫn kém xa Phạm Nhàn. Nhất là liên quan đến việc lớn, Phạm Nhàn khẳng định đối phương không đủ tư cách đàm phán. Đông Di Thành là một miếng thịt nai lớn. Phạm Nhàn quay lại nhìn hắn, nói, người tài sẽ có được nó, ta sẽ không nhường. Vệ Hoa đứng dậy đáp lễ, đại tề ta tất nhiên cũng không chịu nhường. Các bạn đang nghe chuyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1459, Chu Công dạy học 2. Bầu không khí trong phòng dần ngưng đọng, tâm ý đao kiếm dần lan tỏa, cảm giác lạnh buốt bao trùm, những món ăn quý hiếm nóng hổi trên bàn lạnh tới không dám thổi hơi. Nhưng Phạm Nhàn chỉ cười nhẹ rồi ngồi lên bàn, một tay cầm đũa gắp thức ăn, miệng nói, tư cô kiếm cho mời. Chắc chắn Bắc Tề không chỉ có mình ngươi, ta tò mò lắm, người chủ trì thực sự của các người là ai? Dĩ nhiên Vệ Hoa không trả lời câu hỏi đó, nhưng trong lòng y dần lạnh giá, nhìn vị quan trẻ tuổi Nam triều trước mặt mà sinh lòng kiêng kỵ. Ngày nay, ai cũng biết Phạm Nhàn nắm giám sát viện và nội khố, là cánh tay phải đắc lực của Hoàng đế Khánh Quốc, muốn làm suy yếu Khánh Quốc thì giết y quả là lựa chọn quá tuyệt vời. Nhưng Vệ Hoa không dám, cũng không có thẩm quyền quyết định việc đó. Sau hai vụ việc gần đây, triều đình Bắc Tề nhận ra sự lợi hại của Phạm Nhàn, với loại người này, giết được thì tốt, nhưng nếu giết không chết thì hậu hoạn vô cùng. Vậy trên đời này, ai có thể giết chết Phạm Nhàn? Trưởng công chúa đã từng thất bại, Tần gia bố trí phục kích trong sơn cốc cũng thất bại, chẳng lẽ chỉ dựa vào cẩm y vệ Bắc Tề hay đám sát thủ cửu phẩm của kiếm lư Đông Di Thành? Vệ Hoa thu liễm thần, im lặng ngồi xuống bên Phạm Nhàn, cố gắng ổn định tâm trạng bản thân, cùng Phạm Nhàn yên lặng trở lại dùng bữa, trò chuyện cho qua thời gian. Nam Khánh và Bắc Tề vốn là hai thế lực hùng mạnh nhất thiên hạ. Vậy mà hai phái đoàn sang dự lễ mở kiếm lư của Đông Di Thành lại gặp nhau ngay khi mới vào lãnh thổ nơi đây. Sự trùng hợp bất ngờ ấy khiến nhiều người lo sợ, nhất là các đệ tử tiếp đón của kiếm lư cùng quan viên nghi lễ phủ thành chủ, ai nấy đều cảnh giác, sợ hai bên mắt đỏ tay nóng mà gây họa. Hai phái đoàn cộng lại cũng gần 500 người, lại ở hai biệt viện kề bên nhau. Mỗi lần ra vào, quan lại hai bên đứng hai bên đường, ánh mắt đầy thù hận khiến ai nhìn cũng rùng mình. Một nghìn ánh mắt như muốn giết người, chắc ai ở trong hoàn cảnh đó cũng mà khó chịu nổi. Vệ Hoa lo lắng nhưng biểu hiện vẫn coi là bình tĩnh. Còn Phạm Nhàn thì hoàn toàn thản nhiên,
Y biết chuyến này không thể gặp nguy hiểm, trừ phi Tư Cố Kiếm đưa ra quyết định điên rồ khiến Khánh Đế sẽ nổi giận. Nếu không, không một ai trong thành dám liều lĩnh hại sứ đoàn Nam Khánh. Các quan lại, vương hầu Tống Quốc không dám đắc tội bên nào, liền hết sức tôn kính, tiếp đãi long trọng xa hoa nhất có thể. Nhất là với đạm bạc công phạm nhàn của Nam Khánh, có thể nói là khiêm cung tới cực điểm. May là lần gặp gỡ thân mật đầu tiên của hai phái đoàn trong lãnh thổ Đông Duy chỉ kéo dài một ngày. Vệ Hoa không thu thập được thông tin gì giúp mình yên tâm từ chỗ phạm nhàn, lo lắng trong lòng ngày một nặng nề. Cũng không có tinh thần đi thăm dò điều kiện mà Nam Khánh chuẩn bị đưa cho Đông Di Thành nên đã sớm rời Tống Quốc. Thấy vậy, các quan lại Tống Quốc và người tiếp đón Đông Di Thành đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay ngày Bắc Tề rời đi, theo lệnh của Phạm Nhàn, phái đoàn Nam Khánh cũng lên đường. Lần này họ đi cùng suốt 3 ngày. Phạm Nhàn chỉ ngủ thiếp đi trên xe ngựa, dường như chẳng lo Đông Di Thành xảy ra chuyện gì. Biết phái đoàn Bắc Tề đi trước nên các quan bộ lễ Nam Khánh cũng ngăn ngừa, giảm tốc độ, không để hai bên gặp nhau lần nữa. Xuân ngủ chẳng hay biết gì, mộng đẹp ai ngờ trước. Phạm Nhàn ngủ vùi 3 ngày rồi tỉnh dậy, phát hiện tốc độ đoàn ngựa chậm lại, bèn cau mày hỏi, theo lộ trình, giờ phải đến Long Sơn rồi chứ, sao mới đến Hoài Thượng? Sử Xiển Lập cũng cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, hỏi các thành viên Khải Niên tiểu tổ giám sát viện thì mới hiểu được nguyên do. Hắn quay về xe bẩm báo, sứ đoàn Bắc Tề di chuyển quá chậm, không biết có phải vệ đại nhân không muốn đến Đông Di Thành nhận đón thất bại nên cố ý di chuyển chậm không? Lời này Sử Xiển Lập nói với nụ cười, nhưng Phạm Nhàn không cười theo. Sử Xiển Lập im lặng, thầm nghĩ chẳng lẽ tốc độ chậm một chút cũng là vấn đề lớn hay sao? Phạm Nhàn gãi đầu, nhíu mày hỏi, nếu có người rời Thượng Kinh thành Bắc Tề, tin tức truyền đến xe của ta cần bao nhiêu ngày? Ít nhất cũng phải 8 ngày, nghĩa là nếu có ai rời Bắc Tề cách đây 5 ngày thì ta không thể hay biết. Phạm Nhàn lắc đầu, nếu thật sự là nữ nhân kia đến, chắc chắn tin tức đã được che giấu kỹ lưỡng. Nếu cô ta thực sự đến Đông Di Thành, chỉ sợ sẽ vào kiếm lư trong 2 ngày này. Lông mày y nhíu lại, nói, mà chúng ta vẫn đang trên đường đi. Chương 1460, Chu Công dạy học, 3. Trong lòng Sử Xiển Lập thầm phát lạnh, nhẹ giọng nói, cho dù hải đường cô nương đến Đông Di Thành trước cũng không ảnh hưởng gì. Phạm Nhàn mỉm cười, không nói gì thêm. Trong lòng y thầm nghĩ thằng nhãi Vệ Hoa này lại dùng loại thủ đoạn không chính thống này để tạo thời gian cho thuyết khách Bắc Tề gặp riêng Tứ Cố Kiếm, thật sự rất thú vị. Nhưng điều thú vị với Bắc Tề lại vô vị với Phạm Nhàn bây giờ. Cho nên khi đoàn xe cuồn cuộn vừa tiến vào Long Sơn Thành, y bèn triệu tập quan viên và thuộc hạ giám sát viện, đưa ra một quyết định khiến bọn thuộc hạ sững sờ. Dù vậy, không ai dám phản đối quyết định của Phạm Nhàn. Lại một mùa xuân nữa đi tới, tơ liễu bay đầy trời, phiêu phiêu trải ngàn vạn dặm, giống như bông tuyết rêu rao trong gió ấm. Bay lên như diều gặp gió, che khuất thành trì, che lấp biển trời, khiến người đi đường vội vã, làm vẻ mặt đau khổ tập thể, đâu có nửa phần hưởng thụ. Hai người bán hàng rong đội mũ rộng vành, đứng giữa làn gió. Rất rõ ràng đây là hai người xa lạ từ nơi khác đến, chẳng hề chán ghét những sợi tơ liễu phiền phức này, ngược lại có vẻ say mê trong đó. Đứng bên cạnh xe ngựa chiêm ngưỡng không thôi. Thật sự là cảnh tuyệt mỹ nhân gian, chỉ tiếc là che khuất tòa thành oai hùng nhất thiên hạ, không nhìn rõ. Hắt xì, một vị khách đội mũ trẻ tuổi hơn hắt hơi thật to, lập tức phá hứng thưởng xuân của mình. Bên cạnh, vị khách đội mũ lớn tuổi hơn chút ít kia không có phản ứng gì, im lặng nhìn những sợi tơ liễu trên trời. Một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nói, một tòa thành lớn như vậy, đến gần ắt sẽ nhìn rõ ràng hơn. Hồi nhỏ thường thấy những sợi tơ liễu này, nhưng chỉ trong vòng 2 ngày là tan hết, vận may của thiếu gia cũng không tệ. Có điều nói đến cảnh đẹp nhân gian, mấy ngày nay xe ngựa đi đường, ngươi cứ ngủ say, không phải là người thích thưởng ngoạn cảnh đẹp lắm. Vị khách đội mũ trẻ tuổi ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn người qua lại và tòa thành xa mờ ảo, để lộ khuôn mặt điềm đạm, trong mắt ánh lên nụ cười. Đây không phải người ngoài mà chính là Phạm Nhàn của nội khố, không biết vì sao, y liều lĩnh rời xa đội ngũ sứ đoàn, chỉ dẫn theo người bên cạnh, đi đến trước Đông Di Thành. Tuy lúc này Đông Di Thành hẳn sẽ không hạ thủ với Phạm Nhàn, nhưng ai biết người, Bắc Tề bày trò gì ở đây hay không, Phạm Nhàn hành động nguy hiểm như vậy vốn là không nên. Chỉ có điều y có một loại linh cảm phức tạp, dường như bản thân phải đến thật sớm, nếu không e rằng Tứ Cố Kiếm sẽ ngả về phía Bắc. Hơn nữa trong phương diện an toàn y cũng không lo lắng lắm,
Dù trong Đông Di Thành tập hợp nhiều cao thủ cửu phẩm, nhưng giờ đây y đã là cao thủ cửu phẩm thượng, hơn nữa bên cạnh là sát thủ số một thiên hạ, đánh không lại vẫn có thể chạy thoát dễ dàng. Bên cạnh có Ảnh Tử theo hộ vệ, giống như mang theo một nửa lục sử giám sát viện. Phạm Nhàn quay đầu lại nhìn Ảnh Tử một cái, không nhịn được mỉm cười nhẹ nhàng. Lần này đi Đông Di, y để Ảnh Tử hiện thân đi theo bên cạnh, chắc chắn những kẻ địch hiểu y nhất trên đời này không thể đoán được. Thiếu niên rời nhà, già mới về, lúc này Phạm Nhàn đã hiểu vì sao Ảnh Tử thể hiện sự khác biệt rất lớn so với ngày thường, cùng với vì sao lại đột nhiên nhiều lời như vậy. Trước khi Ngũ Trúc thúc ra đi, lời nói càng ngày càng nhiều hơn, thân là người hâm mộ đệ nhất của hắn, Ảnh Tử cũng càng ngày càng nhiều lời. Trong mắt Phạm Nhàn, đây là chuyện rất tốt. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng trở về? Phạm Nhàn bỗng nghĩ đến một việc, kinh ngạc hỏi. Ảnh Tử ép mũ rộng vành, ngăn những sợi tơ bay từ trời rơi xuống, che kín gương mặt, lạnh lùng nói, ta không giết được hắn, về làm gì? Phạm Nhàn khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Vụ thảm sát diệt môn năm đó ở Đông Di Thành quá mức quái dị, ngoài việc dùng lý do Tứ Cố Kiếm phát điên, căn bản là không giải thích được. Tứ Cố Kiếm là đại tông sư, không ai dám hỏi han gì, dù Phạm Nhàn muốn giúp Ảnh Tử giải quyết câu chuyện bi thảm ảnh hưởng cả đời hắn nhưng cũng không tìm ra manh mối. Gã đại ca ngu ngốc kia của ngươi sắp chết rồi. Y vỗ vai Ảnh Tử, thở dài, người chết như đèn tắt, tương lai xuống suối vàng một nhà tụ họp lại hãy hỏi. Bờ vai Ảnh Tử cứng đờ, nói, hắn phải chết dưới tay ta. Phạm Nhàn tâm trạng căng thẳng, có phần không biết việc mang theo Ảnh Tử về Đông Di Thành, đến tột cùng là đúng hay sai. Tuy đã lâu Ảnh Tử không trở lại Đông Di Thành, nhưng dù sao thổ thiếu thời lớn lên trong tòa thành lớn này, vẫn nhớ rõ ràng những con đường. Về phần Tơ Liễu cũng không nói sai, khi hai người đi đến gần Đông Di Thành, tơ liễu trên trời đã rơi xuống đất, không còn tìm thấy dấu vết bay lượn. Các bạn vừa nghe xong tập 146 của bộ truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.